Xin chào mọi người. Đây là video dành cho Nốt S Marvin, là con cầm con gà chạy đấy. Nói về cái duyên giữa chủ và chó. Nốt là con mũi tên chỉ vàng, con bế ở trên tay là con Rocky. Hôm nay chạy cho Nốt về Nam Định ở với chủ. Lần đầu lên xe nhưng mà em rất tự nhiên. Ngồi kiểu này rồi tí nó đi một tí rồi mỏi lắm mẹ. Ngồi kiểu này được đâu. Và Nốt không bị say xe. Xin nằm đấy đi. Thôi chúng ta đi nhá. Hai cô cháu. Sau khi lên xe được 20 phút thì anh đã lăn ra ngủ. Dù xe đang để nhạc khá to. Mà nhìn thương hại thanh niên quá thì đến đoạn dừng đèn đỏ thì đã cho Nốt lên ngồi một mình một ghế. Và thanh niên có vẻ rất hài lòng. Đây là một số hình ảnh chờ xe cho Nốt về Nam Định. Khi ngồi chờ ở bến xe, mọi người nhìn cái thần thái của nó không sợ gì cả, tự nhiên như ở nhà. Đây là lần đầu tiên mà Nốt ra chỗ đông người các bạn nhé. Chào mọi người. Tiện hôm nay con đưa con Nốt về Nam Định thì mình cũng chia sẻ một chút bên lề về cái chuyện duyên giữa người chủ và con chó. Thì nó là những câu chuyện thực mà những cái người ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái câu chuyện thì sẽ biết là đấy nó là thực tế. Với con Nốt này thì nó có một cái là nó là một cái con chó mà được chủ nó đặt từ rất là sớm, bởi vì một cái người thân của chủ đã mua một cái con chó ở đàn G của trại Gơ Vi ở Nam Định. Thì con Nốt nó được đặt từ rất sớm, nhưng mà vì cái lý do công việc cho nên là khi mà con Nốt nó được 2 tháng thì cái người chủ có báo lại với lại trại là chuẩn bị đi công tác cho nên là không có nuôi được, nhờ trại sẽ tìm chủ cho Nốt để đón một cái đàn chó khác khi mà cái công việc nó được sắp xếp ổn thỏa xong cái công tác. Ở cái clip mà quay còn 2 con Nốt và con Rocky thì trại có nói là Nốt là cái con chó nó đã có chủ đang bán Rocky, nhưng thực chất lúc bấy giờ là bởi vì con Nốt nó là cái con chó mà chủ nó đặt đầu tiên ở trong đàn, và nó có một cái trục trặc vướng mắc một chút như thế, cho nên là trại muốn là để sau khi cho Nốt thi xong cái show chó đẹp ngày 14 và ngày 15 tháng 9 của câu lạc bộ Đại Việt này ở Hà Nội thì sẽ quay một cái video mới cho Nốt, và khi ấy sẽ tìm chủ cho nó, tìm cái ngôi nhà để nó gắn bó. Rất là bất ngờ là cách đây 3 ngày thì người chủ của Nốt lại báo lại với trại là công tác đã xong, lo xong được và có thể đón Nốt về nuôi. Hỏi xem là Nốt có còn không. Thì tất nhiên là Nốt vẫn còn, bởi vì trại cũng không có đăng bán Nốt, vẫn coi như nó là một con chó đã có chủ. Sau ngày 14 và ngày 15 thì mới quay một cái video cho nó. Thì trong cái thời gian nói về cái duyên chủ chó này, một là nó có cái sự thay đổi để sau đấy lại chủ lại muốn đón cái con chó ấy. Hai nữa là trong cái thời gian mà đăng con Rocky thì có hai bạn, một bạn ở Sài Gòn, một bạn gái ở Sài Gòn và một bạn nam ở Long An, là có hai bạn là ngỏ ý là rất là muốn đón Nốt về nuôi. Thì trại cũng thực
lòng là cũng muốn tìm một cái người chủ yêu thương cho nó, nhưng mà trại cũng có nói với các bạn là cái con nốt này thì trại sẽ cho nó thi xong cái cuộc thi cho đẹp 14-15 tháng 9 rồi trại sẽ quay lại cái video cho nó. Khi ấy nếu mà còn yêu nó thì các bạn đón, có duyên thì đón nó về nuôi. Nhưng mà đấy là qua cái video này thì cũng hy vọng là các bạn thông cảm, và các bạn có thể lựa chọn một cái con chó khác, là cái con chó có duyên chủ chó với này các bạn. Bởi vì là đấy, như con nốt này lẽ ra thì là sau ngày 14 và ngày 15 thì sẽ quay video, rồi có thể là nếu mà các bạn vẫn nâng nó thì các bạn đón nó về nuôi. Nhưng mà chủ mà đặt nó từ lúc còn nhỏ thì bây giờ lại sắp xếp được công việc, và tất nhiên là trại sẽ ưu tiên cho bạn lấy đón nó về. Và ngày hôm nay thì đã gửi nốt về Nam Định với chủ rồi. Thì cũng liên quan với lại nốt, có một anh ở Tây Ninh, anh là một người rất yêu chó, chăm sóc chó rất tốt. Khi nhắc đến anh ấy thì có thể là cũng có một vài trại sẽ biết, bởi vì là anh ấy cũng mới bắt một con chó con. Thì anh này rất là kỹ tính, anh hỏi rất nhiều chỗ. Nhưng mà khi mà anh ấy nhìn con nốt này ở trong video, ở cả cái video 4 con và ở cả cái video 2 con, thì anh ấy đều nhìn nó nhưng mà có vẻ là anh ấy không được ưng ý mọi thứ. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà anh ấy nhìn thấy cái hình mà mình khi mà ra bến xe Giáp Bát, mình có chụp hình để mình post lên thông báo về cái việc là nốt cho nốt về Nam Định, không cho nốt tham gia cái cuộc thi chó đẹp 14-15 tháng 9 này nữa theo ý của chủ nó. Lẽ ra nếu mà nó có cái sâu chuyên biệt của Rốt thì mình sẽ bảo với lại bạn chủ giữ nốt lại để cho nốt thi xong rồi mình mới gửi về, nhưng nó không có cái sâu chuyên biệt, thành ra là cũng thôi gửi về để cho ở với chủ, bởi vì chủ thì rất là mong chó. Thế là cái anh ở Tây Ninh ấy thì hôm nay anh ấy, khi mà anh ấy xem cái ảnh của nốt chụp ở bên xe Giáp Bát, thì anh ấy lại ngay lập tức anh ấy gọi điện cho mình, anh ấy nói là sao hôm nay nhìn con chó nó đẹp thế, sao nhìn con chó nó khác thế so với hôm trước. Hai anh em nói chuyện với nhau khoảng 30 phút. Thì cái câu chuyện ở đây là nó là cái duyên giữa chủ và chó thôi. Cái con chó nó vẫn là cái con chó đấy, nó không có thay đổi gì nhiều. Mình là cái người nuôi, nó không có thay đổi gì nhiều cả. Nó chỉ là cái câu chuyện là cái người xem cái video có để ý ở các cái góc độ khác nhau của con chó hay không. Bởi vì một cái con chó con hay là một con chó to cũng thế thôi, mỗi một cái góc độ nhìn khác nhau con chó nó sẽ khác nhau. Có với chó con thì khi mà chúng ta bế nó lên hay là nó nằm ra để chúng ta chụp hình, chúng ta sẽ thấy cái chân của nó rất là to. Khi chúng ta chụp thẳng mặt, chúng ta sẽ thấy cái chân của nó cũng to. Nhưng khi chúng ta chụp từ trên xuống hay quay từ trên xuống cái video thì mình lại quay từ trên xuống, thì nhìn con chó có vẻ là nhìn con chó nó hơi nhỏ và cái chân nó hơi nhỏ, nhưng thực ra nó không có nhỏ đâu. Nếu mà cái người mà xem mà để ý nhìn những cái lúc mà mình quay phía ngang con chó, tức là mình hạ thấp cái máy quay xuống để mình quay, thì lúc ấy nhìn thì mới thấy được là cái chân của nó, cái đàn chó này, cái chân của nó rất là to, cả 4 con chứ không phải là riêng gì con nốt. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện như vậy. Anh này thì anh đi tìm kiếm chó rất là kỹ, nhưng mà đấy, khi mà cái con chó nó về với chủ nó rồi, tất nhiên là cái câu chuyện là với cái con nốt này thì có thể anh này, bởi vì anh là một cái người rất là yêu chó, nếu mà anh ấy hỏi từ lúc mà ngay sau khi mà cái người chủ ở Nam Định họ báo là không thể đón được con nốt, thì có thể là trại sẽ để cho anh ấy nuôi, bởi vì nhìn thấy anh ấy nuôi con chó rất là tốt, mà cái bản thân trại mình thì lại rất là ưu tiên những cái người mà có khả năng chăm sóc những con chó tốt, bởi vì khi anh chăm được con chó tốt, con chó nó vui vẻ, tức là anh là người yêu chó, cái đấy là sẽ được ưu tiên để đón cái con chó về. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện mà
khi anh ấy xem video hay là anh ấy xem những cái ảnh mà chụp cái đàn chó này lúc vừa hơn 2 tháng một chút, vừa vào cái vaccine thứ 2 xong thì anh ấy lại không ưng. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhìn thấy con chó thì anh mới lại nhìn được đúng cái nét của nó và anh ấy rất là ưng nó, nhưng anh ưng nó, nhưng nó lại là không phải là con chó của anh, nó không có duyên nha. Nó là con chó của người ta. Thì đấy là cái câu chuyện chia sẻ giữa cái duyên chủ và chó. Trong cái đàn này có 4 con thì mình cũng có hơi rảnh rỗi nói chuyện với các bạn một chút. Bạn nào mà có thời gian thì nghe. Với 4 con chó của con của cái đàn con của vô địch Việt Nam Marvin thì một con cái và 3 con đực. Con chó cái là một bạn ở Bắc Ninh. Khi bạn đến, bạn ấy bảo là ô anh ơi, cái con chó này sao em nhìn cái lưng nó bị võng võng, là bởi vì là cái hôm đấy là bạn chăm chó của trại là cho con chó nó ăn quá nhiều. Khi nó ăn quá nhiều bụng nó to thì nó đứng nó lại hơi xoải chân ra, thành ra nó bị võng lưng. Thì mình cũng có bảo với lại bạn ấy là đây, để anh cho con chó nó đứng vào trong lòng rồi nó đứng bình thường, cái nó không phải đứng ở trên nền trơn, rồi em xem là cái lưng nó có bị võng không. Thì khi nó đứng vào trong lòng thì lưng nó hoàn toàn bình thường, thậm chí nó còn cong rồi nữa, bởi vì nó đứng ở một cái tư thế chắc chắn thì nó sẽ đứng như thế, để đấy là một cái cách để con chó nó giảm cái sức nặng đè lên chân. Như là mình ấy, khi mà mình vác một cái gì nặng thì mình hơi trùng chân hay là mình căng chân hay là như thế nào đấy, đấy là cái tư thế để cho con chó nó được nhàn người. Thì với cái bạn bắt con chó cái của trại này thì bạn trai ở Bắc Ninh thì bạn lại chỉ nói một câu là anh cứ đảm bảo là cái con chó này nó không có bị vấn đề gì về khung xương cả là được. Với em tìm hiểu rất nhiều chỗ rồi, em chọn cho anh là bởi vì em chẳng biết cái gì cả, em là người mới em không biết gì cả, và chính là vì em không biết gì cho nên em phải chọn những cái trại để em mua được con chó tốt, và em chọn những cái người thật thà để em mua ở đấy. Thế rồi sau khi bạn đón con chó về thì 2 ngày sau bạn ấy báo lại là anh ơi, bây giờ nó và em cứ như kiểu là bạn thân. Đấy, cảm giác nó như là bạn thân, lúc nào nó cũng quấn quýt, nó yêu quý chủ. Đã có chủ ở đấy rồi, nó không quan tâm đến những người khác. Nó có thể quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng nó chỉ gần gũi với chủ thôi. Và khi có chủ ở đấy thì tất cả mọi người không, nó không cần quan tâm đến ai cả. Nó chỉ có một người chủ của nó thôi, dù là trong nhà mọi người đều cho nó ăn. Đấy là cái thực sự, đấy nó là một cái duyên phận giữa cái người chủ và con chó. Nếu mà có bạn nào mà có tiếp đến là cái con đực thứ hai là con Bun. Thì con Bun này là về với lại anh chủ ở Vũng Tàu. Thì anh chủ ban đầu anh ấy chọn con, chính là chọn con Nốt. Nhưng sau đấy anh ấy đổi lại. Anh chọn con Nốt khi mà con Nốt nó được trại mình được báo, được cái bạn kia báo là em không chăm được rồi ấy, thì anh tìm chủ khác thì ok, con Nốt nó trống, chưa có chủ. Ban đầu anh định là đón con Nốt. Nhưng sau ấy rồi thì anh lại nghĩ anh ấy lại ngắm đi ngắm lại rồi anh ấy lại thích, anh bảo thôi anh đón con Bun. Thế mà khi đón con Bun thì nó có một cái như này, trại gửi chó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh từ Vũng Tàu anh ấy đi xe lên Sài Gòn anh đón chó. Thì khi mà anh đón con chó về thì con Bun nó cũng chỉ quấn một mình anh thôi. Nhà anh thì có một cái chú giúp việc, anh ấy nuôi 3 con chó nữa, mấy giống. Anh nuôi 3 con, anh ấy cũng là một người rất là yêu chó. Thì cái người chú giúp việc này là người cho ăn chính, lúc nào anh rảnh thì anh ấy mới là người cho ăn, còn bình thường là chú ấy sẽ là người cho con chó ăn. Nhưng khi mà anh ấy có mặt ở đấy thì luôn luôn con chó, con Bun ấy, nó sẽ quấn anh ấy.
nó có thể đang chơi một cái gì đấy hay nó đang ăn, anh gọi nó sẽ phi ra, nó bỏ cả đồ ăn hay nó bỏ cả đồ chơi để nó ra với chủ nó. Đấy là nó là một cái duyên, và đấy nó mới là chủ chó. Nó như là một cái, đấy nó cũng ở trong cái tính cách của cái giống Rottweiler này, người ta đánh giá rất cao, đấy nó là cái tính cách trung thành các bạn. Chứ không phải là nó chỉ là đơn giản là cái con chó nó yêu quý người này người kia đâu, không phải, nó trung thành. Cái trung thành ở đây là nó luôn luôn có cái sự gắn bó nhiều hơn với một người ở trong gia đình, đấy chính là cái người chủ của nó. Còn những người còn lại nó coi đấy là người thân của chủ. Có thể nó vẫn chơi với lại tất cả mọi người trong nhà, nhưng các bạn cứ yên tâm một điều là cái con Rottweiler ấy, nếu mà một cái con chó mà cái thần kinh của nó đúng với lại cái tiêu chuẩn của cái giống chó này, thì luôn luôn khi mà có người chủ nó ở đấy, nó sẽ luôn luôn nó ưu tiên cái người chủ của nó. Hay là cái con thứ ba trong đàn mà về với chủ là con Rocky. Thì cái video của Rocky vừa mới post lên, Rocky và Note này, sau khi Rocky post cái video Rocky và Note lên được khoảng một tiếng, thì một cái anh ở gần trại, cái anh chủ ở gần trại, bạn sinh năm 88 đây, bạn ấy vào bạn ấy xem và bạn ấy bế luôn sáng buổi trưa xem. Thì đến buổi chiều là anh ấy sang anh đón. Mà nó có một cái kỳ lạ là khi mà anh ấy sang anh ấy đón con Rocky thì nó ngay lập tức nó ra, nó quấn quýt với anh ấy ngay. Và nếu mà mọi người mà có xem cái bức hình khi mà post lên, bởi vì là muốn ai mà đón một con chó thì trại, nếu mà đến trại thì trại cũng sẽ bảo là để cho chụp một vài cái tấm hình kỷ niệm. Thì cái tấm hình nào chủ với lại chó nhà nó cũng cười ngoác mỏ ra. Các bạn mà là những người yêu chó, các bạn phải để ý cái thần thái của con chó, cái sắc mặt của con chó. Cái con chó khi mà cái anh này anh ấy bế nó thì cái thái độ của nó rất là vui vẻ, nó hớn hở. Đấy là những cái mà khi mà mình nhân giống nhiều thì mình thấy nó có một điều, nó như là có một cái gì đấy, nó một cái duyên phận từ trước. Chứ cũng có nhiều người đến chơi, hàng xóm đến chơi chứ, nhưng mà chúng nó chỉ ra ve vãn một tí rồi chúng nó lại lượn đi, chứ đâu có, chúng nó đâu có theo cái kiểu như vậy đâu. Nó quấn quýt, nó bám. Rồi bây giờ về thì bản thân là anh ấy cũng báo lại là cái con chó đấy là con Rocky, là con mà con chó anh ấy rất là yêu, dù là nó mới về với chủ nó là đến hôm nay là mấy ngày, khoảng 5 ngày hay 6 ngày, nó chơi với lại hai đứa con, nó chơi, chúng nó chơi với nhau như vậy. Và lúc nào mà có chủ ở đấy thì nó sẽ lao ra nó chơi với chủ. Hai đứa con là bạn, chủ chính là cái anh đấy. À, đấy là cái vài cái điều chia sẻ nhân dịp là cái đồng chí Nốt này, đồng chí này có cái duyên với lại cái người chủ ở Nam Định. Lẽ ra được đặt từ sớm rồi, công việc này kia mà chủ bảo là không đón được. Và với hai người muốn đón Nốt về thì trại lại muốn là để cho nó qua cái cuộc thi dog show thì trại quay video đấy, muốn đón thì sẽ cho đón. Nhưng mà đấy, rồi cái duyên phận thì cái người chủ đã đặt nó từ trước lại đón nó về. Và trại với này cái tư cách là một người nhân giống thì cái đấy mình trải nghiệm và mình gặp rất là nhiều. Cái chủ chó nó như là nó có cái duyên. Và thực sự mà nói là một người nhân giống thì luôn luôn cái mong muốn của trại sẽ là tìm cho những cái con chó và trại nhân giống ra những cái người chủ thực sự yêu thương chúng nó. Và tất nhiên là có điều kiện thì càng tốt.
ở một bạn nào đấy, bạn định đón một cái con chó của trại mà mình cảm thấy là bạn ấy chưa thực sự hài lòng về cái con chó mà bạn ấy đón, thì luôn luôn mình sẽ nói với các bạn là không nên đón, bạn tìm một khác. Con chó nào bạn phải thật nghĩ thì bạn hãy mua. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền để mình mua con chó về nó là rất nhỏ so với lại cái tiền và cái công mình chăm con chó. Thêm vào nữa là con chó ở đây nó về nhà mình, nó là thành viên của gia đình mình, chứ nó không phải là, nếu mà bạn nào mà có ý định mà mua con chó về chỉ nhằm mục đích để kinh doanh, kinh tế, hay là để cho nó oai với bạn bè, hay là để mà lấy số lấy má hay này kia, thì các bạn sẽ rất rất khó để có thể đón được cái con chó vào trại mình. Khi mà mình nói chuyện với các bạn hay là như thế nào đấy mà mình cảm nhận được các bạn không có cái tình yêu với này động vật, hay là các bạn không có tình yêu với con chó, hay các bạn chưa thực sự ưng ý với cái con chó mà các bạn định mua của trại, thì chắc chắn trại sẽ không bán. Cái đấy mình sẽ, khi mà mình post video này, các bạn, bạn nào một số bạn mà chưa gặp thì các bạn có thể nghĩ là mình cứ nói quá lên hay như thế này thế kia, nhưng mà mình chắc chắn là trong số các bạn xem video cũng sẽ có nhiều bạn là chính là những cái người mà ở trong cái tình huống là các bạn chưa thực sự hài lòng về con chó nào đấy và các bạn định mua nó của trại và trại nói là trại không bán. Thì đấy, để mình tiện cái việc cái con nốt nó về với đề chủ của nó, mình rất là vui, vì thực sự đấy là những người chủ rất là yêu chó, mình rất trân trọng. Rất là cảm ơn mọi người đã có cái sự tin tưởng với trại, và cũng rất là vinh dự về cái việc mà những cái con giống của trại về ở với này mọi người, và mọi người hài lòng và cũng có phản hồi lại với trại. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của trại và nghe mình viên viên từ nãy đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào.